4 cái trường phái đầu tư tốt nhất mà bạn cần phải biết. Có lẽ đây sẽ là một cái video rất là giá trị, bởi vì rất nhiều các cái thông tin trong video này bạn sẽ không thể kiếm được ở trên mạng, bởi vì phần lớn nó là những cái trải nghiệm cũng như là kiến thức mà mình thu thập được. Nếu các bạn đã xem hai video trước của mình thì chắc bây giờ các bạn cũng đã search thử cái từ khóa phương pháp giao dịch lên trên YouTube và đã nhận được hàng nghìn các cái video giao dịch khác nhau nói về các cách giao dịch. Và mình đoán rằng bản thân các bạn bây giờ cũng thấy khá là lúng túng, bởi vì không biết là mình sẽ phải theo cái phương pháp nào, cái phương pháp nào có tỷ lệ thắng cao, phương pháp nào lãi được nhiều và phương pháp nào phù hợp với cả các bạn. Sự thật thì các cái phương pháp đấy nó có hiệu quả hay không, và tại sao người ta lại chia sẻ nó rất nhiều ở trên YouTube như vậy? Và sự thật là tất cả các phương pháp bạn xem được ở trên YouTube, đọc được ở trên forum hay là trong những hội kín, thậm chí là bạn bỏ tiền ra để học của những người nào đó, thì tất cả những cái phương pháp đó đều sẽ có những mặt ưu nhược điểm khác nhau. Thì cái vấn đề các bạn cần phải quan tâm ở đây không phải là phương pháp nào lãi cao, lãi được nhiều, tỷ lệ thắng cao, hay là phương pháp nào dễ làm, dễ trúng thưởng, mà phải là phương pháp nào phù hợp với các bạn nhất. Ok, và để trả lời được cái câu hỏi này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 4 trường phái đầu tư. Thì qua đó bạn có thể biết được tất cả những cái cách đầu tư, những cái phương pháp đầu tư mà mọi người đang giới thiệu ở trên YouTube hay là trên những hội nhóm. Và tất cả những cái đó nó chỉ nằm trong 4 trường phái giao dịch đầu tư mà mình chuẩn bị giới thiệu ra đây. Mình cũng sẽ phân tích ưu nhược điểm của từng cái loại trường phái này, ví dụ của nó là như thế nào, cách làm, cách đặt lệnh của từng loại trường phái nó sẽ ra sao, nó phụ thuộc vào cái gì sẽ là cái quan trọng nhất với mỗi trường phái, cũng như là cách mà nó hoạt động, và một người khi mà tham gia giao dịch thì họ sẽ cần phải làm những cái động tác gì, họ quan tâm đến những cái gì để có thể đưa ra cái quyết định giao dịch, bán ở đâu, mua ở đâu, chốt lời ở đâu, cắt lỗ ở đâu. Và tất cả những cái này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn ngay sau đây thôi. Thực ra nói về các trường phái và phân tích đầu tư trên thế giới thì chỉ có hai cái trường phái phân tích chính thôi, đó là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Ok, vậy phân tích cơ bản là gì? Phân tích cơ bản là việc phân tích các cái báo cáo tài chính, sức khỏe của nó, các lợi thế quản lý cạnh tranh của nó và các đối thủ cạnh tranh của thị trường của nó. Đây là cái lý thuyết ở trên mạng và cũng là thứ đầu tiên mà mình đọc được. Nó hoàn toàn khó hiểu và thực sự là không có giá trị gì cả. Ok, tiếp đến là phân tích kỹ thuật. Thì phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích dựa theo hướng của giá thông qua việc nghiên cứu các dữ liệu thị trường ở quá khứ, chủ yếu là giá cả và khối lượng. Thì cái này nghe có vẻ dễ hiểu hơn một chút nhưng mà nó cũng không có nhiều tác dụng lắm. Ok, và tạm thời bạn quên luôn cho mình hai cái lý thuyết mà mình vừa nói đi, bởi vì nó là những cái lý thuyết ở trên mạng và hầu như ai cũng biết rồi. Giờ vào phần chính này, phân tích cơ bản là gì và phân tích kỹ thuật là gì? Thì phân tích cơ bản được mình chia ra làm hai loại chính, đó là đầu tư theo yếu tố bên trong và đầu tư theo yếu tố bên ngoài. Đầu tư theo yếu tố bên trong, tức là bạn sẽ dựa vào giá trị mà cái mà bạn muốn đầu tư, từ đó thì đưa ra quyết định mua và bán. Ví dụ như ở trên cái thị trường tiền điện tử thì cái đồng coin nào không được bơm thổi nhá, không được quảng cáo, không được PR nhưng mà nó vẫn có giá trị. Đúng rồi, đó chính là đồng Bitcoin, mà thậm chí nó là cái đồng tiền giá trị nhất trong tất cả các đồng tiền điện tử. Thì Bitcoin có giá như ngày hôm nay, được mọi người biết đến như ngày hôm nay là bởi vì giá trị của nó thực sự là một vật có giá trị. Và như các bạn thấy, nó cần phải trải qua rất nhiều năm để mọi người có thể tin tưởng được nó. Thậm chí nó không những không được người ta bơm thổi gì mà lại còn bị người ta chê và chính phủ cấm, đúng không? Rất nhiều những cái rào cản, nhưng mà Bitcoin vẫn từ từ leo lên, khẳng định được giá trị của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đó là một cái ví dụ ở trên thị trường tiền điện tử. Vậy trên thị trường chứng khoán thì sao? Thì trên thị trường chứng khoán, nó có thể là một cái công ty tốt, được vận hành và quản lý tốt và có doanh thu đều, tăng trưởng theo từng năm, thì đó được gọi là một công ty giá trị. Với bất động sản thì nó là một cái mảnh đất đẹp, có địa thế đẹp, không dính quy hoạch, mặt tiền đẹp, phong thủy tốt, các thứ đó. Tức là bản thân nó vốn là thứ có giá trị rồi, thế nên là nó không cần phải bơm thổi quá nhiều nữa. Ok, vậy cái trường phái đầu tư theo cái yếu tố bên trong này nó như thế nào? Đó là bạn phải phân tích được một cái sản phẩm có giá trị. Nếu là đồng coin thì đồng coin đấy nó phải, bản thân nó phải có giá trị. Nếu là một công ty thì bản thân công ty đấy phải có giá trị. Và trên một mảnh đất cũng thế, bản thân cái miếng đất đấy nó phải có giá trị. Và sau khi các bạn phân tích ra được rồi thì các bạn sẽ đợi những lúc thị trường mà nó xấu, thị trường mà nó bị bán tháo, nó thanh khoản thấp và giá của nó giảm xuống, thì lúc này các bạn sẽ mua cái sản phẩm đó, mua cái đồng coin đó, và đợi khi nào thị trường phục hồi, giá tăng trở lại thì các bạn sẽ bán ra và kiếm lời. Ok, vậy cái kiểu đầu tư này chúng ta có thể short và bán khống được không? Thì câu trả lời là được. Thì nó ngược lại cái việc phía trên, tức là bạn thay vì tìm những cái đồng coin tốt, những cái công ty tốt, thì bạn sẽ nhắm vào những cái đồng coin mà bạn biết là nó hoàn toàn không có giá trị gì cả, một cái đồng coin rác. Ví dụ như Dogecoin hoặc là Shiba Inu chẳng hạn. Thì các bạn đợi những cái lúc nào nó bị giá trị của nó lên cao hơn ấy, nó lên quá cao ấy, thì lúc này các bạn đặt một cái lệnh short ở phía trên đấy, thì giá nó giảm xuống thì các bạn sẽ được tiền.
Ví dụ rõ nhất thì bạn có thể xem qua hai cái đồng coin meme hay là hai cái đồng coin rác, đó là Shiba Inu với cả Dogecoin ấy. Đó, thì sau khi được Elon Musk thổi giá lên rất là cao rồi thì sau khoảng thời gian đó thì nó bắt đầu chạy dần 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 về cái giá trị của nó. Tức là vốn hai cái đồng coin này nó là hai cái đồng coin meme, mình gọi là hai cái đồng coin rác ấy, thực sự là nó không có giá trị gì cả. Chỉ là chẳng may cái thị trường nó đẩy nó lên thôi. Thì mình biết là nó không có giá trị gì rồi thì mình sẽ vào mình short và mình bán khống nó xuống. Và khi giá nó bắt đầu giảm, giảm về cái giá trị thực của nó thì mình sẽ kiếm được tiền. Nhưng mà cái cách short bán khống theo cái trường phái này mình thấy nó lại không hiệu quả lắm. Bởi vì nó sẽ bị phụ thuộc vào sàn. Sàn sẽ ngăn chặn bạn làm cái điều này. Ví dụ rõ nhất là cái đồng Luna. Bạn biết cái thời điểm mà khi đồng Luna nó lên hơn 100 đô không? Đó, và thời điểm đó và khi giá nó bắt đầu tụt xuống, tụt rất là mạnh luôn, thì thời gian đó có rất nhiều người tham gia short. Thì tất cả các lệnh short đấy không được mở, và thậm chí là họ đóng luôn cái giao dịch future của cái đồng Luna này, khiến cho mọi người không thể short cái đồng Luna này vào cái lúc mà giá của nó đang rơi. Hay là trong chứng khoán ở cái đợt vừa rồi thì các bạn có thể thấy là sau khi chủ tịch FLC bị bắt thì có rất nhiều người có cái ý tưởng, ô vậy chắc chắn giá của nó sẽ giảm, bây giờ vào short cổ phiếu của FLC thôi, bán khống cổ phiếu của FLC thôi. Thì các bạn thấy đấy, là cổ phiếu của FLC không được niêm yết và không thể giao dịch được nhá. Thậm chí là mua vào bán ra đều không được trong cái khoảng thời gian này. Bạn nghĩ xem, nếu bạn là sàn và bạn biết rằng cái cổ phiếu hay là cái đồng coin này nó sẽ về giá trị về không, thì bạn có cho người ta short để kiếm tiền không? Để lấy tiền từ bạn ra không? Bạn sẽ lấy tiền ở đâu ra để bù vào khi mà thị trường tất cả mọi người đều bán và không có ai mua cả? Ok, tóm lại cái trường phái đầu tư cơ bản theo các cái yếu tố bên trong này thì nó có những cái ưu điểm như sau. Ưu điểm đầu tiên đó là phương pháp đầu tư này thích hợp để đầu tư dài hạn. Thì các bạn biết là trong những cái lúc khủng hoảng tài chính hoặc là gì đó thì thị trường nó đi xuống rất là nhiều và dẫn đến giá trị của các cái đồng coin, ví dụ như đồng Bitcoin hay là trên thị trường chứng khoán, thì nó là những cái công ty tốt, nó bị định giá dưới cái mức giá trị của nó. Và lúc này thì rất là đơn giản, bạn bỏ tiền ra và mua những cái đồng coin, mua những cái công ty này vào trong cái thời điểm đó. Và đợi khi nào thị trường phục hồi và người tham gia đầu tư lấy được lại niềm tin thì họ sẽ tiếp tục mua lại những cái công ty tốt, mua lại những cái đồng coin tốt và giá của nó sẽ tiếp tục tăng trở lại. Thì lúc này các bạn sẽ bán ra và kiếm được lợi nhuận. Ưu điểm thứ hai đó là nó có khả năng gồng lời rất là tốt. Vì các bạn biết là các bạn mua một cái sản phẩm ở dưới giá trị rồi, thế nên là rất có thể trong tương lai nó không những tăng về cái giá trị ban đầu mà nó có thể tăng tiếp tục, tăng cao hơn được nữa. Nếu nó là một cái đồng coin tốt, một cái công ty tốt, nó vẫn có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có những cái nhược điểm. Ví dụ nếu các bạn tham gia trên thị trường tiền điện tử mà muốn mua một cái đồng coin theo cái phương thức này thì các bạn phải hiểu rõ về cái đồng coin đó, hiểu theo cái cách thức vận hành cũng như là cái hệ sinh thái xung quanh nó như thế nào, nó có thực sự tốt hay không, hay là đơn giản là người ta đang bơm thổi nó để các bạn có thể mua được thôi. Thì trên thị trường tiền điện tử mình thấy có mỗi Bitcoin là đạt được cái giá trị này. Còn về chứng khoán thì nó sẽ là những công ty tốt. Về bất động sản thì nó sẽ là những cái mảnh đất tốt mà mình vừa nói phía trên. Và cái nhược điểm thứ hai của nó là nó chỉ thích hợp để mua long. Tức là các bạn đầu tư theo kiểu chính cống ấy, các bạn bỏ tiền ra để đầu tư thật, chứ không phải là future, long, short gì đó, mà nên là đầu tư thật, mua và nắm giữ dài hạn. Đợi khi nào mà thị trường nó có thể biết được lại cái giá trị của đồng coin đó hoặc cái công ty đó thì giá nó sẽ tự lên trở lại. Và thường cái khoảng thời gian này nó cũng tương đối cao. Thế nên là các bạn không thể dùng cái phương pháp này để giao dịch trong khoảng thời gian ngắn được, mà nó thường được dùng để giao dịch trong khoảng thời gian dài. Và nếu các bạn đã nghe qua về Warren Buffett thì chắc chắn các bạn sẽ thấy cái phương pháp đầu tư này nó rất là quen thuộc, bởi vì đó chính là cái phương pháp đầu tư mà Warren Buffett đã áp dụng. Ok, và giờ thì chúng ta sẽ đến với trường phái đầu tư thứ hai. Đó là phương pháp đầu tư theo phân tích cơ bản nhưng theo yếu tố bên ngoài. Vậy theo yếu tố bên ngoài tức là như thế nào? Tức là các bạn sẽ đầu tư dựa theo tin tức hoặc là các cái yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng tốt xấu đến cái khoản đầu tư của bạn. Đó, đến cái mà các bạn đang đầu tư ấy. Thì mình ví dụ như cái đồng Dogecoin chẳng hạn, hay là cái đồng Shiba Inu ấy, bản thân nó là hầu như là không có một cái giá trị gì cả. Nhưng mà bằng một cách nào đó nhá, bằng một cách nào đó bạn biết được ngày mai Elon Musk sẽ mua nó và sẽ Twitter nó ở trên các nền tảng trên Internet, và bạn sẽ biết rằng sau khi Elon Musk sẽ tweet cái đấy lên thì nó sẽ có rất là nhiều người vào mua và đẩy giá của nó lên cao. Bằng một cách nào đó, mình không cần biết, bạn biết được cái thông tin này vào ngày hôm nay đấy. Thì bạn sẽ làm gì? Đúng rồi, bạn sẽ vào và mua trước cái đồng Dogecoin này, mua trước cái đồng Shiba Inu này, và đợi ngày mai khi mà Elon Musk tweet lên một cái thì thôi, giá của nó x100 lần, x1000 lần lên, và bạn đã kiếm được một cái khoản lợi nhuận rất là lớn rồi. Đầu tư 1 triệu được ngay 1 tỷ, đúng không? Đó. Và đây chính là cái hình thức đầu tư theo kiểu yếu tố bên ngoài, tức là theo các yếu tố tác động vào. Và cái quan trọng nhất để các bạn có thể đầu tư được đó chính là tin tức, thông tin. Các bạn biết được thông tin càng sớm, tin tức càng sớm thì các bạn càng có lợi thế, và thì các bạn sẽ thắng được càng nhiều lợi nhuận ở trên cái thị trường này.
Nhưng đó là ở trên thị trường tiền điện tử. Vậy trên cái thị trường chứng khoán thì sao? Thì nó là một cái công ty cũng không có tốt lắm, nó làm việc khá là bình thường. Nhưng tuy nhiên nó được nhà nước đầu tư, được mở cửa hoặc là được nhà nước trao tặng những cái cơ hội rất là đặc biệt mà không phải ai có được. Và tự nhiên nó trở thành một cái công ty có lợi thế cạnh tranh đặc biệt, hoặc đơn giản là nó được công ty ở bên nước ngoài rót tiền vào các thứ các thứ. Và tự nhiên giá của nó sẽ tăng cao lên. Và bạn biết được những cái thông tin này sớm, bạn sẽ mua cổ phiếu của nó sớm. Và đợi khi nào giá tăng lên thì bạn sẽ bán ra và kiếm được lợi nhuận. Còn về bất động sản thì sao? Thì bất động sản giống như là một cái mảnh đất, nó khá là đồng không bên quạnh, nó không có cái giá trị gì, bản thân nó cũng không có giá trị gì nhiều lắm. Nhưng tuy nhiên là nhà nước tự nhiên mở một con đường bên cạnh đó, xong rồi rất nhiều điện, đường, trường, trạm được xây ở xung quanh. Thế là tự nhiên nhờ những cái dự án xung quanh đấy mà cái mảnh đất này tự nhiên nó được nâng giá trị lên và rất nhiều người mua nó. Thì cái việc làm của các bạn cần phải làm ấy, đó là các bạn phải nhìn nhận được đấy, ở đâu nó chuẩn bị có dự án, ở đâu đường chuẩn bị đi qua, thì các bạn qua đấy, các bạn mua một cái mảnh đất ở gần đó. Thì chẳng may nếu mà con đường nó đi qua gần thì tự nhiên là cái mảnh đất của bạn nó sẽ tăng giá lên rất là cao. Thì đây là phương thức đầu tư cơ bản theo các yếu tố ở bên ngoài. Tức là bản thân nó thì không có giá trị gì nhiều lắm, nhưng mà nhờ các cái tiện ích, những cái ở xung quanh nó tác động vào và nó làm nâng cái giá trị của cái món tài sản của bạn lên, thì đó là đầu tư theo yếu tố bên ngoài. Vậy cái trường phái đầu tư như thế này thì có thể short được không? Các bạn nghĩ xem là có thể short được không? Được, câu trả lời là được. Bởi vì giống như là Elon Musk đã từng tweet ở trên Twitter rằng là có thể dùng Dogecoin để mua được. Và sau đấy giá Dogecoin tăng lên rất là nhiều. Sau đấy thì ông ta lại tweet rằng ồ là không chấp nhận Dogecoin nữa và giá Dogecoin bắt đầu giảm xuống. Thì bằng một cách nào đó bạn biết được là Elon Musk sẽ bỏ việc là thanh toán bằng Dogecoin chẳng hạn. Thì từ ngày mai cơ thì mới tweet. Thì ngày hôm nay bạn đã biết được thông tin đó thì bạn đã lên, bạn đặt ngay một cái lệnh short X10 ở trên sàn Binance chẳng hạn. Và ngày mai thì sau khi Elon Musk tweet xong thì giá nó bắt đầu nó sụt giảm không phanh, và lúc này thì bạn sẽ kiếm được lợi nhuận. Thì hoàn toàn là có thể short được. Trên thị trường chứng khoán nó cũng giống như thế thôi. Ok, vậy cái kiểu đầu tư theo phương pháp này thì cái gì nó là quan trọng nhất? Đúng rồi, đó chính là thông tin. Bạn cần phải biết được thông tin càng sớm càng tốt, thì lúc này bạn mới có được lợi nhuận. Bạn phải biết được cái thông tin sắp tới nó ra như thế nào mà trước tất cả mọi người khác. Bởi vì khi mà một thông tin mà nó đã lan truyền, nó đã có ở trên báo, ở trên group, ở trên Facebook rồi, thì hầu như mọi người đã biết đến và giá cả nó đã biến động rồi. Mình toàn là người đến sau thôi, mình đọc hôm nay. Và rất là nhiều khi nhá, mình lên mình thấy giá của Bitcoin tự nhiên tăng vụt lên, mình không biết tại sao, cả 2-3 ngày sau đọc báo mới biết là à, ở đâu nó cho thanh toán bằng Bitcoin, hoặc là giá Bitcoin tăng cao bởi vì lạm phát hay là gì đó. Tức là mình biết được thông tin rất là chậm. Thế nên là cái việc khó làm nhất ở đây là các bạn cần phải biết được thông tin sớm. Hoặc là nhiều người là có thể phân tích và dự đoán được trước cái thông tin mà nó có thể xảy ra đó, và họ tiến hành là họ mua cơ hội trước. Và nếu mà cái thông tin ra nó đúng như thế thật thì họ sẽ kiếm được lợi nhuận. Thì đây là cái trường phái đầu tư theo phân tích cơ bản và theo yếu tố bên ngoài, nó là như thế. Ok, và tóm lại, cái ưu điểm của cái phương pháp này đó chính là nó rất là dễ làm. Tức là bạn chỉ cần có được cái nguồn thông tin rằng ngày mai là cái sản phẩm này nó sẽ tốt lên hay là xấu đi, thì các bạn vào các bạn đặt lệnh thôi. Các bạn không cần phải vào xem xét hay là phân tích gì nhiều cả. Chỉ cần biết rằng ngày mai có một cái thông tin tốt nó chuẩn bị ra thì các bạn vào đặt lệnh long, mua lên. Và nếu mà có thông tin xấu thì các bạn vào các bạn đặt lệnh short. Thế thôi, nó không có gì quá là khó hiểu cả. Một cái lợi thế thứ hai nữa, một cái ưu điểm thứ hai nữa mà mình thấy, đó là nó có thể có được cái mức lợi nhuận cực kỳ lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ rõ nhất thì bạn cứ nhìn biểu đồ của Dogecoin hay là Shiba Inu đi. Nó vụt lên nó không phải là x5, x10 đâu, mà nó là x100 và x1000 lần. Các bạn đầu tư 1 triệu các bạn được 1 tỷ luôn trong ngày hôm sau luôn. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là bạn cần phải biết được thông tin sớm. Và nhiều bạn là còn có thể dự đoán được thông tin nữa thì thực sự là rất là tuyệt vời. Ok, và tất nhiên là nó cũng sẽ có nhược điểm. Thì nhược điểm đầu tiên của nó đó là rất khó để có thể biết được cái thông tin trước những người khác. Nhất là chúng ta là dân thường này, chúng ta là chỉ là những người giao dịch theo kiểu cá nhân bình thường thôi. Thì những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta rất khó để có thể tiếp cận được những nguồn thông tin khi mà nó phát hành ra nhá. Tức là theo kiểu mặt bình quân bình thường ấy, là mình biết được thông tin là đã chậm hơn rồi. Đã chậm hơn so với các bạn ở Mỹ hay là các cái tập đoàn lớn hay là các quỹ đầu tư, là mình đã biết chậm hơn rồi. Chứ không nói gì đến việc là biết sớm hơn cả. Thế nên là nó rất là khó để có thể biết được. Nhiều bạn nói rằng là ok, mình sẽ đóng tiền vào trong những nhóm kín hay là đọc những cái tờ báo điện tử online ở nước ngoài chẳng hạn, thì có thể là sẽ biết được cái thông tin tốt hơn. Tuy nhiên thì nó lại chưa đủ để có thể trở thành cái lợi thế trong cái việc giao dịch theo cái kiểu này.
thì rất có khả năng là sau khi các bạn đọc xong, các bạn vào đặt lệnh thì thị trường nó cũng đã chạy xong rồi, thì lúc đấy nó bắt đầu biến đổi rồi. Thì các bạn có thể nhớ là trong khoảng thời gian trước đây còn có người nhá, cốt ra một cái con robot mà bất kỳ khi nào mà Elon Musk tweet về một cái con coin gì có, về một cái đồng coin gì đó, thì lập tức là cái tài khoản đó nó sẽ mua cái đồng coin đó luôn. Thế là ABC Dogecoin một cái là thì tự động cái con bot sẽ mua Dogecoin luôn. Thì mình nhớ là trong khoảng thời gian đầu tiên thì cái cách đó nó khá là hiệu quả, nhưng mà sau này dần dần thì nó cũng không còn hiệu quả nữa. Ok, cái nhược điểm thứ hai mà mình thấy ở Việt Nam rất là phổ biến này, đó là tính chính xác của thông tin. Có rất nhiều thông tin được chia sẻ trên những nhóm kín, hay là được gọi là nhóm kín ở trong những cái group rất là lớn, nói rằng à cái đồng coin này nó chuẩn bị lên giá này, cái đồng coin này rất là tốt này, được các KOL nổi bật nổi tiếng vào siêu lên, tức là đồng coin này sẽ x5 x10 lên này. Thì các bạn nghe được thông tin này, các bạn bảo ồ nó chuẩn bị x5 x10 à, thế giờ vào mua thôi. Thế mua lên, sau khi giá nó lên được một tí xong thì bắt đầu những cái nhà sản xuất của cái đồng coin đó bắt đầu xả hàng ra và bán sạch, khiến cái giá trị của đồng coin đó nó về gần như là bằng không. Thì cái cách này nó rất là phổ biến ở Việt Nam trong khoảng thời gian trước đây, nhất là trên những cái thị trường GameFi đó. Có rất nhiều các KOL nói rằng khi con game này ra thì giá của nó sẽ x5, x10 chẳng hạn. Và nhiều người tin rằng như thế thì họ vào họ mua cái đồng coin đó. Nhưng mà thực tế là game nó chưa kịp ra, thậm chí là nó không thèm ra luôn, là game nó đã sập rồi thì nhà sản xuất bắt đầu bán ồ ạt bán hết cái đồng coin ra và thu tiền về và trốn mất. Trên cái thị trường chứng khoán thì cũng không hiếm lắm, ví dụ như FLC chẳng hạn, một cái ví dụ rất là điển hình. Rất nhiều người tung hô và quảng cáo cho FLC dẫn đến FLC được tăng giá lên, và bản thân FLC cũng đẩy giá lên rất là cao, khiến nhiều người tham gia và mua rằng và nghĩ rằng ồ FLC chuẩn bị hóa rồng, chuẩn bị có rất là nhiều lợi nhuận rồi. Nhưng trên thực tế thì công ty FLC vẫn đang lỗ rất là nặng, và như các bạn thấy đấy là thôi những người đầu tư vào hầu như là mất trắng. Thì ở đây các bạn cần phải tính được cái tính chính xác của cái thông tin mà các bạn nghe được, bởi vì rất có thể là nó sẽ là một cái trap, một cái bẫy, và khi các bạn mua vào thì cái sản phẩm đó nó sẽ bị bán tháo và trở về giá trị bằng không, thì bạn sẽ mất sạch số tiền mà bạn đầu tư. Nhưng mà các bạn đừng lo, ở những video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm sao để lọc thông tin, cũng như là tìm những cái nguồn uy tín để biết được là những cái thông tin nào nó chuẩn bị ra nó sẽ là ảnh hưởng xấu hay là ảnh hưởng tốt đến cái thị trường, thì các bạn có thể lên đó mà biết được. Thường thì đó sẽ là những cái nguồn và những cái trang web ở bên nước ngoài, và hầu như người Việt Nam mình là không có biết, báo điện tử hay là ở trên Facebook để cập nhật thôi thì nó khá là chậm rồi, hầu như là cái sự việc nó đã xảy ra rồi thì các bạn mới biết thôi. Nhưng mà đó sẽ là cái video sau. Trong video này thì mình sẽ chỉ giới thiệu qua về các cái trường phái giao dịch để các bạn có thể nắm được cái thông tin chung.